Hello, xin chào tất cả mọi người. Đấy, mình đã mặc đồ sóng rồi mọi người nhá. Đấy, và hôm nay mình đi theo hai thằng bạn ở giữa làng, ở làng cũng làng mọi người nhá. Và ngay đầu kia là cái tổ ong đầu kia mọi người ạ. Và mình đã mặc xong quần áo rồi, bây giờ chỉ có kéo chó đầu vào, kéo sạc lên rồi là vào lấy luôn mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ vào lấy và quay của mọi người cũng xem. Ui, chết mẹ. Đọc mấy hệ quái của mọi người cũng xem luôn mọi người nhé. Đấy, bây giờ mình tiền thôi. Ok mọi người nhá. Đấy thì chuẩn bị lấy thì hai thằng này phải, hai thằng bạn này phải đi xa, không là ông nó phải ra nó xử lý luôn mọi người ạ. Đấy bây giờ thì cho hai thằng bạn này đi xa đi, hai thằng em đi xa thì mình sẽ lấy luôn cái tổ ong ngay ở đây luôn mọi người nhá. Đấy, mình sẽ vào mình cho mọi người coi xem luôn những cái tổ ong lên nó nằm ở ngay đây luôn mọi người nhé. Nằm chỗ này mọi người ạ. Mọi người nhé. Đấy, không biết có thấy không như tổ ong ở đây mọi người nhé. Đấy, và bây giờ mình sẽ lấy luôn mọi người nhé. Okay. Ok thì mình nha. Mình cắm cái này xuống là mọi người nhé. Ok mọi người nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy cái tổ ong này. Mọi người nhá, cái tổ này nó nhỏ mọi người ạ. Tổ này chỉ mới được 1 tầng thôi mọi người nhá. Đây, tổ này chỉ được 1 tầng thôi mọi người nhá. Và bây giờ mình sẽ đi ra ngoài mọi người ạ.
Ok mọi người nhá. Ok mọi người nhá. Rồi cái tổ này là tổ thứ, tổ mình sẽ lấy là tổ tiếp theo mọi người nhá. Tổ này nó không thì không to nhưng mà số mình lớn luôn. Ok mọi người nhá. Đấy mình sẽ đưa cả tổ đá ngoài cho mọi người xem nhá. Ở đó nó chật quá. Ok. Cái tổ này tổ thứ hai mọi người nhá, mình đưa cả tổ nguyên tổ đá ngoài luôn mọi người nhá. Đây ống nó con đây. Đây ống con ở trong đó mọi người. Đây ống con ở trong đó mọi người. Đây nhá. Tổ này được 3 tầng mọi người nhá. Đấy. Ok mọi người nhá. Đấy. Mình được 2 tổ ong mọi người ạ, một tổ 3 tầng, một tổ 4 tầng. À, một tổ 3 tầng, một tổ 1 tầng mọi người ạ. Đấy, nhộng thì mùa này thì cũng tương đối đấy mọi người ạ. Đấy. Như thế này là cũng tương đối đẹp rồi đấy. À, trời này mặc cái đồ này mà lấy nó nóng lắm mọi người ạ. Kết quả là được 2 tủ mọi người nhé. Đấy. 2 tủ là đẹp rồi, như này là quá đẹp rồi. Đấy.